Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phạm Cường. Hôm nay rất là vui khi được đứng đây để giới thiệu cho mọi người một mẫu từ đường đẹp do công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato thiết kế và thi công cho gia chủ ở Tân Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Mong muốn là xây dựng một công trình từ đường đẹp làm nơi thờ cúng ông bà tổ tiên, đồng thời là nơi con cháu sum họp mỗi dịp giỗ Tết. Gia chủ tìm đến từ đường Kisato là nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng và thiếu hiểu đâu đó, chúng tôi đã nhanh chóng lên ý tưởng và chinh phục gia chủ từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta có thể thấy là phía trước là một khoảng sân rất là rộng, nát gạch sáng màu sạch sẽ theo phong cách hiện đại, làm nổi bật vẻ đẹp của công trình phù hợp với xu hướng hiện đại. Ngoài ra thì là từ đường được đôn cao sử dụng là bậc ngũ cấp bằng đá xanh Thanh Hóa mọi người nhé, từ cốt sân cho đến cốt nền 0.0 là 0.75 m. Thứ nhất là công trình được nổi bật, thứ hai là ngoài mặt đường. Từ ngoài mặt đường nhìn vào thì chúng ta có thể thấy công trình nổi bật và đẹp hơn rất là nhiều và đảm bảo là cao hơn những công trình phụ trợ bên cạnh. Và bên cạnh từ đường đấy là một nhà máy Nhật mọi người ạ. Thì công trình nhà ở này do công ty kiến trúc Kisato thiết kế cho gia chủ. Và đặc biệt là cả hai công trình này đó là thời gian thi công rất là nhanh. Và từ lúc mà thi công cho đến lúc khánh thành nó chỉ tầm 3 tháng thôi mọi người ạ. Vâng, 3 tháng là xong cả công trình từ đường và nhà ở, như vậy nó rất là nhanh đấy mọi người. Và chúng ta có thấy đây là một trong những công trình rất là đẹp. Nếu bạn đã có một khuôn viên đất tương tự và muốn xây từ đường và kết hợp với nhà ở như thế này thì chúng ta có thể tham khảo công trình này bên em. Và nếu bạn đã có nhu cầu về thiết kế và thi công từ đường, nhà thờ họ, hãy liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẵn sàng đến lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như khảo sát thiết kế cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước. Với đội ngũ thiết kế và thợ thi công ngành nghề dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế, về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công trọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc từ quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.